Người yêu bị bạn bè chê giống như trẻ con thì bạn nữ sẽ như thế nào? Phản ứng sau đây? À, hắt tìm được người yêu như mình đó. Là thích cái người mà dám trêu chọc, dám nói ra những lời đó. Ê, Nam thấy tôi đánh màu sau này hợp không? Quá hợp với bộ đồ luôn, quá đẹp luôn. Thấy... À, anh muốn dắt em tới chỗ này, chỗ mới quen. Đi! Ủa? Đây nè. Gì vậy? Có quen không? Xưa qua. Ai vậy em? Bạn em. Bạn thân của đi luôn, cũng tên là Tiền Mập. Chào bạn. Ừ, chào bạn. Tuyền à, ok, chào Tuyền, mình là Ken. Nè nhỏ, chị hỏi nè. Em họ cũng đi hả? Em họ cũng đi hả? Trời, hai chị em nhìn mặt cũng giống nhau. Bạn trai em. Hai chị nhìn sao nghĩ em là em họ vậy? Bạn trai hả? Bạn trai. Như vậy mà kêu là em họ. Ai biết đâu, tưởng đi tiệc thì chị em vẫn cặp tay thì được mà. Đây mà đi, mà đi. Qua, tôi phải nói nhỏ cái. Đứng bên đây chờ xíu nha. Tôi nhớ mấy bộ trước á, nó cũng lớn là lớn chững chạc lắm mà. Sao kỳ này quen gì đâu, nhìn trẻ con vậy, nhìn mặt bún là sữa luôn kìa. Ồ, không hợp đâu. Trời ơi. Tôi thách mấy người tìm được người yêu như tôi. Nào, đẹp trai, dễ thương, lịch lãm, thách đó. Thôi, thách tôi không dám nữa. Không bao giờ tôi kiếm một người mà là trẻ con vậy đâu. Nè, tôi là phụ nữ là không bao giờ kêu tôi kiếm một cái người nhỏ xíu vậy đâu. Bắt công về nhà phải chiều chuộng che chở. Đã vậy nhiều khi đi học không có tiền nữa. Phải thay tả pha sữa hàng ngày đúng không? Trời ơi, nhưng mà nhìn đi, anh ấy trưởng thành rồi. Trưởng thành tuổi tác không quan trọng. Ok, thách mà tìm được đó. Ok. Thôi thách tôi cũng dám. Đi về không? Thôi đi em. Đừng nói chuyện hai người nữa. Và bây giờ chúng ta đến với phương án B. Mắng bạn bè vô duyên. Gì vô duyên, kệ người ta. Chuyện tình cảm chuyện người ta. Hạnh phúc đau khổ tôi chịu, mấy người có chịu đâu. Đồ vô duyên. Vô duyên. Hôm nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn buffet. Buổi tối hôm nay thì thật sự là trời rất là đẹp. Anh muốn đưa em tới một cái... Ở đây nè. Ủa, đây, bên đi. Ai đấy? Ôi, lâu không gặp. Lâu bất phè. Ai đấy? Ai đây em? Em muốn đích nâu ra để lớn được cái gì? Đây, 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 bạn trai tôi. Ủa, bạn trai gì vậy? Bạn trai. Cái gì? Bạn trai. Trời ơi, cái gì? Trời, tôi tưởng đâu là em họ. Trời, người ta trẻ bên ngoài nhưng mà bên trong người ta rất là trưởng thành. Em ơi, đủ tuổi làm chứng minh đi dân rồi vậy em. Mặt này muốn là sửa luôn trời. Anh nghĩ sao vậy? Em bây giờ chứng minh là cái chuyện nhỏ thôi, chứ em còn làm được những cái khác lớn hơn. Giờ đổi gu ha. Đây, nói nghe nè. Đổi gu quen trai trẻ rồi ha. Đẹp trai mà vô duyên quá. Vô duyên quá. Vô duyên quá. Thôi, vô duyên cái gì. Thôi mình đi đi. Được rồi. Vô duyên quá. Và bây giờ sẽ là phương án C, xin mời. Mắng người yêu thờ cào. Anh thấy chưa, tại cái nét khờ của anh mà bây giờ em muốn đổi quần thiên hạ luôn đó. Ai chơi bài hết. Đúng rồi, tại vì anh cái mặt baby quá nè. Nghĩ sao vậy, lúc nào cũng tỏ vẻ như mình là con nít. Rồi đã người ta đã lớn tuổi hơn anh rồi, anh nhỏ tuổi hơn người ta. Anh phải cải thiện làm sao để nhìn anh xem với em chứ. Không thôi người ta nói là lái máy bay bà già. Máy bay bà già. Bao nhiêu lần rồi, em nói với anh là để râu đi, anh đâu có chịu. Hôm nay trời em như thế nào? Đẹp quá. Em có muốn đi ra công viên chờ một xíu không? Cũng được á. Đi. Ai đây em? Ai đây? Ôi, dễ thương quá. Em trai. Bạn trai tôi. Cái gì? Bạn trai. Ủa, sao cái mặt như con em vậy? Trời ơi, cái mặt nó không trẻ cả. Đã vậy rồi, cho tôi xin thề nó nghe nè. Mới bị lớn vậy mà cái bộ của chị cũng rất quỷ nha. Pháp luật không cho phép quen trẻ dưới 15 tuổi đó. Bóc lịch đó. Ủa, chuyện gì em? Trời ơi á, anh tối ngày con nít hoài à. Không chịu thay đổi gì hết trơn. Bây giờ á, anh ít ăn lại, cho mặt anh bớt baby, ok? Xong ủa? Rồi á, anh thức khuya cho anh nhà. Em à, từ từ lại. Cái này là cái cuộc sống của anh phải có cái phong cách như vậy. Nhưng mà anh nhìn bây em giờ em còn muốn nè. Anh thay đổi như thế nào nữa? Anh nhìn em nè. Tại sao em không thay đổi? Nhưng mà em già hơn anh, em thay đổi nhưng em vẫn không trẻ được. Anh phải thay đổi. Bây giờ em muốn anh thay đổi như thế nào? Anh phải thay đổi là anh thức khuya nhiều cho anh già. Vậy bây giờ chẳng em nghe người ta nói như vậy rồi bây giờ em trách móc anh. Nhưng mà em rất là khó chịu, rất là bực mình khi mọi người nói như vậy. Anh biết em quê lắm không? Em đang yêu anh hay là yêu người ta mà em rất là người mắc cỡ với bạn bè. Cho dù bây giờ anh cũng phải thay đổi con người để phù hợp với em chứ. Anh sẽ thay đổi, em còn yêu anh nữa không? Nếu anh thay đổi thì em sẽ vẫn tiếp tục. Vậy nha, không được giận nữa nha. Okay. Đi ăn kem. Ok. Và bây giờ xin mời hai bạn đưa ra phần lựa chọn quan trọng này. Đầu tiên, hãy nhớ lại đề bài.
Người yêu bị bạn bè chê giống như trẻ con thì bạn nữ sẽ phản ứng như thế nào? A. Thách là tìm được người yêu giống như mình. B. Mắng bạn bè vô duyên. C. Mắng người yêu khờ khảo quá đi, thay đổi đi anh ạ. Nào, hãy lựa chọn đi, trả lời đi. Các bạn chọn A, B hay C đây? Ý kiến cá nhân của mình là một chuyện. Điều quan trọng ở đây là phải lựa chọn cho trùng khớp với đối tượng mình đang chinh phục. Câu trả lời đã được gửi đi. Kết quả là không trùng khớp. Ni thật sự là sẽ căng cứng lên. Thích bạn tìm được người yêu giống như mình đó. Mình tự hào khi có được người yêu như mình đó. Độc đáo chưa? Bạn dễ gì? Còn như Ken thì đoán là bạn Ni sẽ đứng ra để bảo vệ mình bằng cách là mắng bạn bè vô duyên. Hai cách này nó dường như nó khá tương đương tương đồng với nhau. Thật ra thì em thấy cái mà vừa đỡ phải thách thức người ta, mình có thể nói nhẹ nhàng với người ta, đỡ phải mất tình cảm với bạn bè. Nhưng mà em muốn để ý mất là lỡ mình có tình yêu mà đánh mất đi tình bạn, cái điều đó là tối kỵ trong tình cảm. Đó, mắng bạn bè vô duyên tự nhiên mình mất bạn để bảo vệ tình yêu thì chắc chắn là cái đó là cái cách mà Ni không muốn. Đúng là rồi. Cái cách mà người có kinh nghiệm sống người ta không bao giờ lựa chọn. Thách nửa thật nửa đùa hóa ra lại là cái chìa khóa giải quyết được vấn đề. Ni khá là tinh tế cái đó. Đúng rồi, tại vì cái đó là giống như mình thách, mình vừa thách mà vừa để bạn bè trở nên không tự khí hào, vui vẻ lên. Giống như là mình đang đùa với bạn mình vậy thôi. Chính xác. Sẽ không khí sẽ hòa giải hơn. Không sao hết, mất 1 triệu thôi.